sợ gì không? Chỉ sợ với những cái thêm lớn. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV đi trên đường Dương Đức Hiền cô chú, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Thì ở đây thì em phát hiện ra một cái quán cơm tấm. Hey, cơm tấm nó tên là cơm tấm phố nè. Cơm tấm phố. Dạ. Ở bên hông cái trung tâm thể dục thể thao. Gà đang nướng nè, gà là sườn. Cơm tấm là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ từ 4 giờ chiều tới 11 giờ đêm. À từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm hả? Giống như là một phần của mình là bao nhiêu em trai? Dạ có 30 ngàn ha, bình dân anh. À một phần là 30k hả? Dạ. Đó là bình dân. Cái này là mình có ship được không em? Dạ, có ở trên lọ là ship anh, dạ bì mình. À dễ hả? Tức là mình trên đó là cũng để là cơm tấm thổ hả? Bì mình thì cơm tấm thố. Thố hả? Dạ. Chứ không phải là thổ hả? Cái gì sao chính tả anh? Dạ. À, sao chính tả hả? Dạ, lọ là ship thì cơm tấm thổ bình thường. À. Tấm thổ chứ không anh. À. Bì mình nó gọi là chính tả tay của mình á. À. Nhìn miếng xương hấp dẫn không cô chú? Quá hả? Một phần là 30k. Dạ. Hôm nay chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thêm một địa điểm về ẩm thực. Tính đây thì cô chú anh chị và các bạn mình ngồi ở đây này, ngồi ở phía bên ngoài. Ngồi phía bên này để thưởng thức nha. Đây là cái nồi canh, nồi súp cô chú, súp bầu. Như cơm đùi gà là bao nhiêu em trai? Đùi gà 45 anh. À đùi gà là 45 hả? À, một cốc tôm đùi gà là 45. Hình như anh thấy có sườn cay nữa đúng không? Đúng rồi. Sườn cay là bao nhiêu? Dạ 42 à. À sườn cay là 42, còn cơm tấm bình thường á là mình là 30. 30. Đây là cái sườn cây. Sườn cây đang được nướng á cô chú. Sườn cây, đùi gà. Lúc sau về lấy hành đem. Đến
đây thì cô chú anh chị và các bạn mình cứ tới mình ngồi. Đó. Ngồi ở một cái góc bàn thì bạn bố trí những cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà khách ăn trứng xong đó là bao nhiêu em gái? Dạ. Trứng xong nè, như là trứng mắm á, mắm xong nè. Dạ, 8.000. À, 8.000 một cục nè hả? Dạ, cái này cũng 8.000. À, tất cả là đều 8.000 hết. Dạ. Trứng ốp la hay là trứng kho, dạ, vịt nè, kho thịt nè, đều là 8.000 hết. Như cái này không có, phải có sự mình hết rồi. Thank you.
thanh niên đứng nướng. Một thanh niên đứng nướng nha cô chú. Dĩa đó là bao nhiêu gái? Dĩa thì 3 tô. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Đây thì đây là dĩa cơm tấm 30 chai nha. Hôm nay giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một địa điểm về cơm tấm trên đường cơm tấm thổ thổ hay là gọi là thổ nha. Vẫn kêu là cơm tấm thổ hay thổ cho là biết sai lỗi chính tả. Trên đường Dương Đức Hiền thì đối diện địa chỉ là 72 Dương Đức Hiền, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Ở đây thì mình tới đây mình ngồi trên những cái bàn này cô chú. Đó, phía bên kia là phục vụ. Đó. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng với em nha. Ở đây thì ớt thì bạn ở bên này cũng có chén ớt, cái ấy ớt nè, nước mắm nè. Rồi. Muốn ăn ớt gì với ớt ít thì mình bỏ vô thôi. Thế thì mình thử xíu nước mắm thử như thế nào. Nước mắm làm rất là ngon luôn. Kẹo. Rồi. Đó. Một trong những cái quyết định của món ăn á là thường là cái nước chấm đó cô chú. Nước chấm nó rất là quan trọng. Ngoài mà nước sang rồi thì nước chấm á nó có cái sự đặc biệt riêng nha. Rồi em mời quý cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cơm tấm cùng em nha. Đây, to miếng cơm, miếng sườn này cô chú, to, rất là to luôn. Cơm tấm, tấm thì rất là nhuyễn nha. Coi nè, những hạt đó đúng là cơm tấm này. Có nước chấm, có nước mà nước mắm á, làm nó rất là ngon luôn. Nước sườn á, nước sườn mà thường ướp rất là thường, ướp rất là vừa miệng. Đây là gần cái đường cất cánh của sân bay Tân Sơn Nhất đó cô chú. Đây là 5 phút, 5 phút vài 3 phút là có
nghe tiếng máy bay. Rồi bây giờ tới anh trai vô ăn. Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một địa điểm về cơm tấm đêm nha cô chú. Thì nếu có dịp ở đi ngang qua đây thì cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức. Ngoài cơm tấm sườn cộng nè, đùi gà nè, cũng như là cơm tấm sườn bình thường là 30k thì mình thấy có trứng chả rồi nữa. Đặc biệt ở đây cái nước chấm á, cái nước mắm á rất là ngon luôn, quyết định cho món cơm tấm rất là ngon. Đó. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.